Kính chào quý vị và các bạn. Hôm qua 25 tháng 6 năm 2013 đánh dấu 63 năm kể từ ngày nổ ra cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Cho đến nay, về mặt lý thuyết, cuộc chiến này vẫn chưa thực sự chấm dứt. Song với thỏa thuận đình chiến được ký kết vào năm 1953, trạng thái hòa bình vẫn được duy trì tại cả hai miền. Để kỷ niệm sự kiện này, đồng thời thể hiện ước vọng hòa bình, ngày hôm qua, nhiều hoạt động đã được tổ chức tại cả Hàn Quốc và Triều Tiên. Buổi lễ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên vừa mới hạ nhiệt sau hàng loạt tín hiệu tích cực từ tất cả các bên. Tham dự lễ kỷ niệm 63 năm chiến tranh Triều Tiên tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, bao gồm 5.000 cựu chiến binh, các quan chức chính phủ và đông đảo người dân. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won đã kêu gọi chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un cùng nỗ lực đảm bảo hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Triều Tiên nên chấm dứt con đường cô lập và xuống dốc. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên theo đuổi con đường hòa bình lâu dài và thịnh vượng cho chung cả bán đảo Triều Tiên. Ngoài các công dân Hàn Quốc, một số cựu chiến binh nước ngoài từng tham chiến cũng đã tề tựu tại thủ đô Seoul để tham dự sự kiện này. Tôi đến Hàn Quốc vào năm 1950 và trở về nước một năm sau đó, đã lâu lắm rồi. Và hôm nay, khi trở lại đây, tôi thực sự thấy bất ngờ trước sự phát triển nhanh chóng của đất nước này. Hôm nay là ngày có ý nghĩa rất lớn. Nó đánh dấu cột mốc 63 năm ngày nổ ra cuộc chiến liên triều mà nhiều người đang lãng quên. Trước đó một ngày, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cũng đã tham dự buổi lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong chiến tranh liên triều. Một cuộc mô phỏng đánh trận cũng được Hàn Quốc tổ chức để gợi nhớ lại những thời khắc lịch sử không thể quên của dân tộc. Trong khi đó tại Triều Tiên, một cuộc meeting kỷ niệm 63 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh liên triều cũng đã được tổ chức tại thủ đô Bình Nhưỡng. Lễ meeting kỷ niệm có sự tham gia của các quan chức cấp cao trong chính phủ, đảng và quân đội, trong đó có Thủ tướng Park Bong-ju và Phó Thủ tướng Kang Suk-ju. Nhân dịp này, Triều Tiên tuyên bố sẽ đạt được mục tiêu quốc gia về phát triển nền kinh tế và khả năng hạt nhân về đương đầu với chủ nghĩa đế quốc. Các cuộc meeting quần chúng tương tự cũng được tổ chức tại nhiều khu vực khác trên cả nước Triều Tiên. Cách đây 63 năm, vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, chiến tranh Triều Tiên được châm ngòi khi Triều Tiên bất ngờ tấn công Hàn Quốc. Giai đoạn chiến sự ác liệt kéo dài trong 3 năm đã gây tổn thất nặng nề cho cả hai bên và gây chia rẽ biết bao gia đình ở hai miền bán đảo. Mời quý vị cùng nhìn lại cuộc chiến này qua phóng sự sau đây. Bắt đầu từ năm 1910 cho đến khi kết thúc Thế chiến thứ hai, toàn bộ bán đảo Triều Tiên đã bị Nhật Bản chiếm đóng. Thậm chí ngay sau khi được giải phóng bởi hai lực lượng Liên Xô và Mỹ, khu vực này vẫn tiếp tục bị rơi vào tình trạng chia cắt tạm thời, theo quyết định của hai nước nói trên. Tuy nhiên, quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ xấu đi, khiến Triều Tiên không được thống nhất như kế hoạch. Bán đảo Triều Tiên chính thức bị chia cắt từ năm 1945. Vào ngày 9 tháng 9 năm 1948, nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và nhanh chóng được Liên Xô thừa nhận về mặt ngoại giao. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, phía Mỹ không công nhận tuyên bố trên. Trong khi đó, tại miền Nam, cuộc bầu cử được tổ chức năm 1948 đã đưa Lý Thừa Vãn, nhân vật được đào tạo ở Mỹ, lên làm Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc. Cả ông Lý Thừa Vãn và ông Kim Nhật Thành đều muốn thống nhất đất nước dưới quyền lãnh đạo của chính phủ mình. Căng thẳng giữa hai bên ngày càng tăng, mà đỉnh điểm là cuộc tấn công bất ngờ của miền Bắc chĩa thẳng xuống miền Nam vào ngày 25 tháng 6 năm 1950, khi mỗi bên nhận được sự hỗ trợ của hai cực thế giới chiến tranh lạnh lúc bấy giờ là Liên Xô và Mỹ. Đây chính là ngày khởi đầu của cuộc chiến ác liệt kéo dài 3 năm tại hai miền Triều Tiên. Tại miền Bắc, ngoài sự trợ giúp của Liên Xô, chính quyền Triều Tiên còn nhận được sự trợ giúp đắc lực của quân tình nguyện Trung Quốc. Trong khi đó ở miền Nam, trong nỗ lực ngăn chặn sự thất bại trước sức mạnh của quân đội Triều Tiên, ngày 19 tháng 5, 50.000 lính bộ binh, xe tăng, pháo binh của Mỹ đã đổ bộ xuống Incheon, cách Seoul 16 dặm trên vĩ tuyến 38. Ngoài ra còn có 800 máy bay cùng với 300 tàu chiến của Mỹ cũng được huy động tới Hàn Quốc tham chiến. Đồng thời, Mỹ đã chuẩn bị một cuộc phản công mạnh trên đầu cầu Busan Daegukeom, nơi có 70.000 lính Triều Tiên đang tập trung. Chiến dịch này đã khiến quân đội Triều Tiên rơi vào tình thế khó khăn và thiệt hại nặng, trong đó rất nhiều người bị bắt. Tới tháng 11 năm 1950, khi có sự can thiệp của Liên Hợp Quốc và ổn định tình hình chiến sự dọc vĩ tuyến 38, Mỹ đã lên tiếng gợi ý về việc cần thiết phải tìm kiếm những cách thức tái thiết lập hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Tháng 6 năm 1951, các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn bắt đầu được tiến hành và đến ngày 27 tháng 6 năm 1953, Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký kết. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử Hàn Quốc, sau 63 năm, cả hai miền Triều Tiên đã hao tổn nhân lực và vật lực quá nhiều vào một cuộc chạy đua vũ trang và đưa bán đảo này đến bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.
thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên cũng ngày càng mong manh bởi những động thái gây căng thẳng liên tiếp xảy ra trên bán đảo Triều Tiên suốt thời gian vừa qua, khi cuộc chiến về lý thuyết vẫn chưa kết thúc. Sau một loạt các vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng bắt đầu từ hồi cuối năm ngoái cho đến nay, quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc trở nên vô cùng căng thẳng. Đã có lúc dư luận lo ngại về nguy cơ tái diễn một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên khi mà một bên là Bình Nhưỡng liên tục có những động thái gây hấn như không từ bỏ ý định thử hạt nhân, cắt liên lạc với Hàn Quốc, yêu cầu đóng cửa khu công nghiệp Chung Kaesung, hay mới đây là đột ngột tuyên bố không tham gia đàm phán cấp bộ trưởng với chính quyền Hàn Quốc dù kế hoạch đã được sắp xếp. Trong khi đó, chính quyền Seoul và đồng minh của mình là Mỹ cũng không hề nhượng bộ với các cuộc tập trận chung, kêu gọi tăng cường lệnh trừng phạt trên Triều Tiên và luôn cho rằng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là điều cần thiết, là yếu tố tiên quyết cho các cuộc đàm phán nhằm lập lại hòa bình trên khu vực này. Những động thái đáp trả lẫn nhau không nhượng bộ giữa các bên đã đẩy mối quan hệ giữa các bên đối đầu vào trạng thái căng như dây đàn suốt từ cuối năm ngoái đến nay. So với những trào lửa trên thế giới hiện nay, như bất ổn chính trị tại Syria, Ai Cập hay căng thẳng về vấn đề biển đảo tại khu vực Đông Bắc Á, bán đảo Triều Tiên cũng thực sự là một điểm nóng mà các bên liên quan cần tìm ra giải pháp hạ nhiệt. Và trên thực tế, tình hình tại khu vực này đang có những dấu hiệu chuyển biến tích cực đầu tiên, khi Hàn Quốc và Triều Tiên đã có một cuộc gặp cấp chuyên viên và tiếp đó là việc Bình Nhưỡng bất ngờ đề xuất đàm phán với Mỹ vào ngày 16 tháng 6. Không những vậy, các hoạt động ngoại giao có liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên cũng liên tục được thực hiện, như chuyến công du Trung Quốc của Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Ki-won. Tiếp đến là cuộc gặp giữa trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Cho Tae-yang với người đồng cấp Trung Quốc. Và sau đó là cuộc gặp ba bên Mỹ-Nhật-Hàn tại Washington nhằm thảo luận việc cải thiện quan hệ với Triều Tiên. Trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị và Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Ki-won diễn ra vào ngày 21 tháng 6 tại Bắc Kinh, hai bên đã có cuộc thảo luận về phương thức nối lại cuộc đàm phán 6 bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Ki-won đã khẳng định rằng phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên là mong muốn của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và cố Tổng bí thư Kim Jong-un. Do đó, Triều Tiên sẵn sàng đối thoại với các nước có liên quan và sẽ tham dự bất cứ cuộc đàm phán nào dưới mọi hình thức, bao gồm đàm phán 6 bên. Có thể thấy, 63 năm sau khi chiến tranh Triều Tiên bùng nổ, những nỗ lực hàn gắn giữa hai miền Triều Tiên bằng hiệp định đình chiến vẫn chỉ là một cơ hội mong manh. Một khi chiến tranh chưa hoàn toàn chấm dứt, nguy cơ tái diễn là vẫn có. Và khi đó, người dân Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ phải mất quãng thời gian lâu hơn gấp nhiều lần để giúp những thế hệ thứ ba, thậm chí là thứ tư ở đây tìm lại sự thống nhất thực sự về mặt kinh tế và xã hội trên bán đảo Triều Tiên. Do đó, những nỗ lực kể trên của Triều Tiên cũng như các nước có liên quan đang mở ra hy vọng mới cho tiến trình đàm phán dang dở trong thời gian qua. Tiếp nối chuyện Đông chuyện Tây hôm nay sẽ là một diễn biến đáng chú ý khác tại khu vực châu Á. Hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ đã kết thúc chuyến thăm kéo dài 3 ngày, từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 6 tới Ấn Độ để chủ trì phiên đối thoại thường niên giữa Mỹ và Ấn Độ, qua đó thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng trong quan hệ song phương. Chuyến công du Ấn Độ đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry được đánh giá sẽ tạo nên một bước ngoặt mới trong quan hệ ngoại giao hai nước, nhất là khi Ấn Độ đang dần trở thành đối thủ của Trung Quốc trên thị trường xuất khẩu và vũ khí toàn cầu. Theo truyền thông Ấn Độ, vào ngày hôm qua, sau khi kết thúc phiên đối thoại chiến lược thường niên Mỹ-Ấn, Ấn Độ và Mỹ đã ra tuyên bố chung về vòng đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn lần thứ tư diễn ra tại thủ đô New Delhi dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Salman Khurshid và người đồng cấp Mỹ John Kerry. Hai bên cùng bày tỏ sự hài lòng khi mối quan hệ song phương đã không ngừng được cải thiện thông qua các cuộc đối thoại chính trị hiện nay. Quan chức ngoại giao hai nước đã đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược Ấn-Mỹ cũng như tiềm năng phát triển quan hệ giữa hai nước trong tương lai. Chúng tôi đang mở rộng sự hợp tác song phương trên một lĩnh vực mới như năng lượng, y tế, khoa học và công nghệ, giáo dục, nghiên cứu không gian, quốc phòng và sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình. Bên cạnh việc đưa ra những đánh giá tích cực về quan hệ song phương, tuyên bố chung của vòng đối thoại này đã không đề cập đến một số vấn đề quốc tế và khu vực hiện đang thu hút sự quan tâm của dư luận hiện nay, như triển vọng cuộc đối thoại hòa bình với phiến quân Taliban, tình hình ở Syria và vấn đề hạt nhân của Iran. Tuyên bố chung cũng không đề cập đến sự ủng hộ của Mỹ đối với nỗ lực của Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng, nội dung đã được Ngoại trưởng Mỹ đề cập trước đó. Song Washington ủng hộ ý định của New Delhi tham gia nhóm các nhà cung cấp hạt nhân, cơ chế kiểm soát công nghệ tên lửa, các cơ chế kiểm soát theo Hiệp định Wasena 1996 về kiểm soát xuất khẩu vũ khí thông thường và nhóm Australia.
chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới quốc gia đông dân thứ hai thế giới diễn ra trong bối cảnh trước đó vài ngày, ông John Kerry đã tỏ ý hoài nghi về tiến trình hòa giải ở Afghanistan khi cảnh báo văn phòng đại diện của Taliban ở Qatar có thể sẽ phải đóng cửa nếu kế hoạch hòa đàm Mỹ-Taliban lần đầu tiên bị đổ vỡ. Trong khi đó, Ấn Độ cũng là một quốc gia từng bị phiến quân Taliban hoành hành và lấy làm nơi ẩn náu. Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Mỹ-Ấn là mục tiêu hàng đầu trong chuyến công du New Delhi của Ngoại trưởng John Kerry. Nhu cầu này xuất phát từ cả hai nước, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Mỹ-Pakistan ngày càng lạnh nhạt trong hai năm gần đây. Đồng thời, Trung Quốc đang ngày càng lớn mạnh và gia tăng ảnh hưởng trên trường quốc tế. Theo các chuyên gia chiến lược, Ấn Độ và Mỹ đã có tới 26 cơ chế song phương được thể chế hóa, trong đó có đối thoại chiến lược Ấn-Mỹ. Cuộc đối thoại lần này là một sự kiện quan trọng và tạo thêm một lực đẩy cho quan hệ đối tác chiến lược. Nhu cầu tăng cường quan hệ song phương xuất phát từ cả Ấn Độ và Mỹ, và trong mối quan hệ này, Trung Quốc đóng vai trò nhân tố thúc đẩy trung gian. Trong một bài phát biểu trước khi lên đường thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng John Kerry nêu rõ, Washington coi New Delhi là một đối tác quan trọng tại châu Á. Washington coi New Delhi là một đối tác toàn cầu trong tiến trình kiến tạo các nền dân chủ hùng mạnh ở khắp Đông Nam Á, đồng thời thiết lập các quy tắc ở Nam, Trung và Đông Á, tạo dựng một lục địa hòa bình và thịnh vượng hơn, trải dài từ Caucasus đến bờ biển Nhật Bản. Trên thực tế, Ấn Độ là một nước quan trọng nằm tại vị trí chiến lược rất gần bốn nước mà Mỹ quan tâm nhất hiện nay là Trung Quốc, Pakistan, Afghanistan và Myanmar. Bên cạnh đó, không nước nào, nhất là Mỹ, có thể làm ngơ trước nền kinh tế đang phát triển nhanh của Ấn Độ, nước có lực lượng lục quân, không quân và hải quân lớn thứ 3, thứ 4 và thứ 5 thế giới xếp theo thứ tự. Ngược lại, Ấn Độ không thể đạt được mục tiêu trở thành một người chơi quan trọng trong cấu trúc an ninh và ngoại giao toàn cầu nếu không có sự giúp đỡ của Mỹ. Trong chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Barack Obama năm 2010, Mỹ đã thông báo ý định ủng hộ Ấn Độ dần dần gia nhập các cơ chế kiểm soát xuất khẩu hạt nhân đa phương. Ông Kerry trong một tuyên bố mới đây cũng đã tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ nỗ lực của Ấn Độ trở thành thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc mở rộng. Rõ ràng, Mỹ đang nhìn nhận quan hệ với Ấn Độ là một trong những dấu nối quyết định của thế kỷ 21. Ấn Độ là đối tác quan trọng của Mỹ trong chiến lược tái cân bằng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Mỹ và Ấn Độ có lợi ích an ninh chung trong vấn đề hàng hải và nhiều vấn đề quan trọng của khu vực. Cuộc gặp thượng đỉnh mới đây tại California giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ giữa hai cường quốc Mỹ-Trung và đòi hỏi sự điều chỉnh quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. New Delhi phải thừa nhận rằng Bắc Kinh ngày nay ở vị trí rất cao trong thứ bậc thế lực quốc tế. Ba thập niên phát triển kinh tế nhanh đã đưa Trung Quốc lên vị trí quan trọng thứ hai trên thế giới và giúp Bắc Kinh có ảnh hưởng chưa từng có trong các vấn đề toàn cầu. Tuy nhiên, trong khi Washington đang buộc phải thăm dò bối cảnh chung để hợp tác với Bắc Kinh, sẽ không dễ dàng xây dựng một thỏa thuận toàn diện giữa Trung Quốc và Mỹ, nước đã định hình hệ thống quốc tế kể từ giữa thế kỷ qua. Do những mâu thuẫn sâu sắc giữa lợi ích của một thế lực thống soái và một thế lực đang nổi, tiến trình hòa hợp giữa hai nước này vẫn là một tiến trình khó khăn và dài lâu. Trong thời kỳ mới của quan hệ Mỹ-Trung, sẽ có cả mâu thuẫn lẫn hợp tác, và Ấn Độ cần tăng cường hợp tác hơn với cả hai nước. Trong suốt 3 năm qua, Ấn Độ đã kiềm chế sự hợp tác với Mỹ nhằm tránh khiêu khích Trung Quốc. Song vụ binh sĩ Trung Quốc xâm nhập khu vực Ladakh do Ấn Độ kiểm soát hồi tháng 4 vừa qua chắc hẳn đã nhắc nhở New Delhi về sự dại dột khi tự mình giữ khoảng cách với Washington để xoa dịu Bắc Kinh. Sự lớn mạnh của Trung Quốc đang phần nào hạn chế những tham vọng khu vực và toàn cầu của Ấn Độ, trong khi Mỹ những năm gần đây đã ủng hộ tích cực hơn các mục tiêu quốc tế của Ấn Độ. Qua đây có thể thấy rằng, chuyến thăm Ấn Độ của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng như chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Ấn Độ dự kiến diễn ra vào cuối năm nay là những cơ hội tốt để tạo nên động lực mới trong mối quan hệ giữa Mỹ và Ấn Độ. Dẫu không thể phủ nhận quan hệ Mỹ-Ấn vẫn còn nhiều thách thức, nhưng cuộc đối thoại chiến lược Mỹ-Ấn lần thứ tư chính là một lực đẩy cho quan hệ đối tác chiến lược giữa hai cường quốc. Một bên đang tìm chỗ đứng vững chắc hơn ở châu Á và một bên muốn nâng cao vị thế của mình trên trường quốc tế trước mối đe dọa từ người láng giềng Trung Quốc. Các nhà phân tích cho rằng đây sẽ là mô hình dự báo về mối quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới, là nhân tố đáng tin cậy cho hòa bình, an ninh và ổn định khu vực cũng như toàn cầu. Tới đây, Chuyện Đông Chuyện Tây hôm nay cũng xin dừng lại. Chúng ta sẽ gặp nhau vào 18h30 ngày mai trên sóng VTC14. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.